Đây, vàng giao hoàn thành. Đó, cái thẻ không liên quan tới cái mật khẩu. Cái thẻ không liên quan đó. Đúng. Điểm thu bàn giao nè. 23 giờ. Sạch sẽ. Sáng rồi nhìn thấy ghê hơn. Trời sạch sẽ. Mày còn bị sợ như cái đó. Đúng rồi. Nó bám cái bàn chải răng, đúng rồi. Bám. Nó bám thì ớn luôn. Từ sofa cho tới sập tơn luôn hôm trước vô. Hôm tạm biệt thích cái view của đây nè. À, đúng rồi, view đây đẹp mà. View đây đẹp. View đây ok đẹp. Lấy con đầu của em vô nhà đi, vợ em kêu chịu chết luôn. Cái căn kia là chưa có này luôn. À, nhưng mà hết này đâu. Nhưng mà là mấy căn nó căn ấy quá. Sơn lại sạch bóng. Căn kia là nhà chưa ai ở luôn. Này cũng sơn lại mùi sơn mới nè. Mới tôm đâu mà sơn sơn hết luôn á, đâu có dặm đâu, nên là lăn cây lăn hết luôn á, nó sạch sẽ. Đúng, đúng rồi, bữa có vô mà, bữa trước có vô mà, bữa trước vô kinh khủng luôn. Nó đông dữ lắm, nó đông dữ lắm, lao vậy là kỹ lắm rồi đó. Đó không, ngày mai có. Đó, ngày mai có. Tới, mình ta xóm phút đó đâu. Đúng rồi, ngày mai. Gió cũng tới. Ngày mai cần xịt cái nước rửa bát bát lên một phát, đẩy phát thôi. Thì đầy đủ, có nước để kiếm mà. Nhưng mà tại vì nó bám nhiều quá, chứ không phải là do mình. Cái kiếm thì đâu phải lâu, kiếm đâu, biết làm gì không? Chị rửa trước, chị lấy nước rửa chén thì rửa trước, xong rồi lau khô, bắt đầu mới lau bằng kiếm. Mới đầu lau không được, nó cứng ngắt, nó đóng cục cục. Rửa trước mới làm lại. Đó, chị. Ê, ra cái cán, cái quyền lần cơ. Lần cuối. Nhà chị có em bé không? Nhà có em bé thì làm thêm lưới an toàn nữa là được rồi. Kéo từ đây lên thôi. À, cái này đúng rồi. Đúng rồi, ý là nói từ đây nè. Ở đây em sẽ không để bất cứ một cái chi mà nó có thể trèo lên được. Đây, ở đây em làm xong làm cái khúc sân vườn ngay ở đây. À rồi rồi. Rồi làm bích đây đấy rồi. Rồi xong rồi. Cảm ơn nha. Ok, chào và hẹn gặp lại cái nhà video sau. Nhớ like, đăng ký hệ tiệm ủng hộ Trí Xịt Tin Dừa và Xịt Tin Đen. Bye bye.